Dạ đội hiệp sĩ Nguyễn Đại Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày vừa qua phần rất nhiều các anh các chị các cô chú tất cả tỉnh rất xa về đây để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Đặc biệt là đây là hôm nay là cái câu chuyện là không phải tìm người thân mà đây một trong những bà mẹ hoặc là những người cha đã từng đây về đây để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và chia sẻ tất cả thông tin bị con để thậm chí là những người con ruột của mình ngược đãi và thậm chí đuổi ra được. Trong thời gian vừa qua anh em hiệp sĩ Bình Dương đã từng ghi hình rất nhiều. Đây là tiếp tục cái câu chuyện tiếp theo. Hy vọng là các cô chú anh chị mình có con hoặc là mình có tài sản thì mình hãy bảo toàn hoặc là mình có cách nào đó tránh tình trạng mà chia cho các con rồi con đuổi ra được. Mới đây thì anh em hiệp sĩ Bình Dương đã từng ghi hình và chia sẻ một bà cụ quê ở mãi ở bên Long An. Đó sang đây năm nay 86 tuổi rồi, tóc bạc phơ. Đó sang đây để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình. Vì bà cụ nói là chia tài sản cho con, chia toàn bộ đất đai tài sản cho con. Và con hứa là sẽ nuôi mẹ đến cuối đời. Nhưng đến giờ phút này thì cuối đời không thấy. Nhưng mà con thì cho mẹ ra đường ở và con bán tài sản đó đi để lấy tiền làm việc khác. Đây câu chuyện tiếp theo. Hy vọng là cô chú anh chị xem hết video này. Đây là một cái video phải nói là vô cùng ý nghĩa. Rồi xin phép chào cô. Dạ cô có thể cô giới thiệu là cô tên gì cô? Mình tên là Trần Thị Thải. Mình ở ấp 4 xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Rồi mình có đứa con là tên là Hồ Thanh Xuân. Thứ hai, thứ ba là Hồ Thanh Hương. Thứ tư là Trần Thị Hạnh. Còn nhỏ út sau này mình kiếm thêm nữa là nó tên Hồng, Trần Thị Tuyết Hồng. Rồi xong là giờ là chia cho anh Xuân. Là nó là hầu đó mình không có biết, nó tự đo nó lấy, 10 mét ngang. Là dài 20 mét thôi nhưng mình không có đo, mình không biết. Nhưng mà nó lấy 10 mét ngang. Rồi mình đưa cho nó 80 khẩu cư. Mà không phải mình tự đưa nữa, nó tự lấy. Nó lấy rồi nó nói tôi lấy rồi tôi sẽ lo cho bà suốt đời. Rồi chứ nếu mà bà để bà chia cho con Hồng á thì sau này á, nó bỏ bà nó không có lo, không có ai lo cho bà được hết, chỉ tôi lo thôi. Cái tôi nói thấy nhỏ này á, là mình không có nghĩ là mình không chia đất cho nó mà nó bạc đãi mình, nó gây lộn với mình hoài. Mình suy nghĩ chắc nhỏ này mình không chia tài sản cho nó cho nên nó mới vậy. Thôi giờ để mình chia cho nó. Cái bắt đầu á, là chia cái con Xuân này nó cũng không ký, con Hương này nó cũng không ký, chỉ có con Hạnh thứ tư là nó ký, ký liên ganh á là nó ký, nó nói là cho con Hồng chứ giờ chị em không mà sao không cho. Thì không giờ cái phần mà của má đó, hầu đó tôi chia mà tôi ngu, tôi không có biết đẩy cho tôi một phần. Tôi có bốn đứa con gái, tôi chia hết. Nhỏ thứ hai nó lấy 10 mét rồi nó tự lấy hộ cư nó 80 hứa, thì nó nói nó nuôi tôi suốt đời. Mà 2014 là tôi chia sang sổ cho nó. Rồi nó nuôi tôi riết cho tới 2023 là nó đưa cho tôi mỗi tháng là bao gạo thôi, còn đồ ăn thì lâu lâu có gì cho nấy, không có thì thôi. Rồi 23 là nó biểu tôi á là sang cái sổ nhà tôi á là cho nó, rồi nó sẽ lo hết cho tôi tới già tới chết rồi này nọ. Rồi tôi có mắc nợ là 100 triệu, tôi mằng ăn riết rồi thì tôi già rồi bệnh đau riết tôi mắc nợ 100 triệu. Tôi mới nói nó giờ mày trả nợ cho tao 100 triệu thì tao đưa cái bằng khoáng nhà cho mày. Cái tôi mới cái nó đồng ý, cái tôi mới đưa cho nó xong cái nó trả 70 triệu, nó trả 70 triệu cái nó ngưng, nó không trả nữa. Cái xong cái người ta mới đòi hoài, cái mới nói sao mày nói vậy mà mày không làm là không chia cho nhỏ út nha, giấu nhỏ út. Cái nó biểu tôi giấu không nói. Thế tôi cũng nghe lời nó, tại nó giàu mà, nó giàu dữ lắm, anh Hải này biết mà, là biết là nó giàu dữ nhăn lắm. Cái bắt đầu nó ấy vậy, cái tôi mới nói nếu mà mày không trả 100 triệu mà trả 70 triệu mày ngưng thì tao không sang sổ, là ký được 4-5 ngày gì đó. Rồi cái bắt đầu tôi mới qua xã, tôi mới trình bày, tôi nói là tình trạng tôi bốn đứa con mà tôi chia ba đứa, còn một đứa này là con sau, ông này ở sau mà ông giờ ông ở với vợ ông chứ ông không có ở đây, ông lên lên xuống xuống thôi. Rồi tôi qua xã tôi trình bày vậy đó, giờ tôi lấy lại tôi không chia cho nó. Cái nó đòi tôi 70 triệu thì tôi không có 70 triệu để tôi trả cho nó, thì nó đâu có trả một tháng cho tôi. Cái tôi phải đi vay 70 triệu, vay 70 triệu về tôi trả cho nó để tôi lấy cái bằng khoáng lợi để mà tôi chia cho nhỏ út. Rồi á làm giấy ra nó không ký, nhỏ thứ tư đồ này nọ, nhỏ thứ ba không ký, nhỏ thứ tư rồi có ký, cái không ký, cái xong cái ra sổ không được. Thế nó mới nói giờ má làm vậy á, má ra sổ cho con không được, làm sao con trả nợ cho má được. Con giờ cũng tiền vay bạc hỏi, con cũng không có tiền, mà giờ má chia cho con thì má cũng không có nhà.
Tôi giờ tôi suy nghĩ là tôi cùng đường, tôi không còn đường để mà tôi sống nữa. Giờ tôi nợ 100 triệu mà giờ là trả nó có 70 thôi. Rồi tôi mới nói nhớ Út á, thôi giờ má khổ như vậy á, thôi giờ con gan con trả cho má 100 triệu đi, con lấy miếng đất này. Miếng đất này thì mỗi đứa là 5 mét, nhưng mà chị hai mày hồi đó nó khôn, thì nó lấy 10 mét, rồi nó lấy 80 hữu cơ, cái sổ chánh của má nó để có 60 thôi. Còn cái sổ phụ của nó lấy 80. Mà nó hứa nó nuôi má suốt đời, mà giờ mới 2014 cho tới nay là 2023 là nó không nuôi nữa. Thì giờ má cũng khổ, má cũng không biết không lẽ gì má chết. Mà má chết vậy cũng không được. Nói như nhau Út vậy. Cái em bắt đầu đi làm sổ, đi cái làm cái sổ là người ta rồi làm là 30. Nhưng mà cuối cùng không được. Không được, 30 nó cũng vẫn chạy 30 nó làm mà cũng không được. Rồi nó giờ nó má ơi, giờ con đóng lại chứ không có nổi. Giờ má làm sao chứ con không lấy nổi. Cái tôi mới nói, tôi nói với nhỏ đó, tôi nói nhỏ thứ hai á, là mày á, mày không nuôi tao mà mày không trả tiền hữu cơ cho tao là tao sẽ đi nhờ bên cộng đồng mạng người ta giúp đỡ cho tao, người ta cầu cứu cho tao sống, chứ không lẽ tao mới có 70 tuổi mà tao phải chết sao? Tao có của tao chia tụi bay hết rồi mà giờ tao phải chết sao? Bà muốn làm gì bà làm, chứ còn tôi là không có nuôi nữa. Tôi với bà không có liên lụy gì nữa. Bà đừng có điện tôi, bà đừng có làm phiền tôi, mà bà đừng tới nhà tôi. Thì tôi lên tôi không có vô nhà đó mà tôi đứng ngoài lề đường á. Tôi nói đất này là đường của nhà nước. Nhờ tao đứng đây tao nói là tài sản tao mày lấy hết rồi mà mày không nuôi tao. Thì tao đứng ngoài đường đây, tao nói với mày là mày phải trả tiền hữu cư cho tao. Đất á, tao đẻ mày ra thì tao cho mày đất, mày ở. Còn hộ cư tao 80 hướng là 80 triệu mày trả cho tao, thì giờ tao trả nợ. Chứ còn nếu mà mày không đưa tao á, là tao đi nhờ cộng đồng mạng cầu cứu tao để cho tao sống, chứ không lẽ gì tao chết. Cái nó nói bà muốn làm gì bà làm, tôi không liên lụy với bà, tôi không có dính líu gì bà, tôi không có nợ nần gì bà hết. Thì giờ làm sao giờ thì tôi... Rồi con xin phép cô này, cô cho con hỏi là năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? 70. 70 tuổi, cô quê gốc ở Bình Dương luôn hả? Ở xã Tân Định á, thì gốc Bình Dương. Dạ. Mà tôi ở xã Tân Định. Dạ, cô cho con hỏi này, bốn người con của cô là toàn gái hết? Gái hết. Dạ, con gái lớn nhất của cô là nhiêu tuổi rồi? Gái lớn nhất này 50 tuổi, nó tuổi chương tí á. 50 tuổi? 50 tuổi, 252 gì á. Mình dạ. Không gành nữa, mắc bị mình vốt. Dạ, thế mình còn vốt người... nó mới lấy đất mình á. Thế còn người thứ hai là bao nhiêu tuổi cô? Thì nhỏ thứ hai á, nó tuổi tí à. Nó tuổi tí. Một người là 50 tuổi và một người khoảng bao nhiêu tuổi cô? Con nhỏ thứ ba đó là tuổi mẹo, là anh nay 48, 49 tuổi gì đó. Còn nhỏ đó 51 hay 52 gì đó. Một người 51 và người 47, 48 à. Và người kế tiếp là khoảng bao nhiêu cô? Người thứ ba á? Thứ tư thì tuổi dậu, gà, nay nó cũng bốn mấy tuổi. À, thì con gà 42. Còn nhỏ Út thì 37 tuổi, mà nhỏ Út thì kiếm sau này. Dạ. Vậy là cô cho con hỏi này, bốn người con của cô là mấy mấy người chồng? Cô hầu chồng trước là hai đứa. Yeah. Rồi ông sau là một đứa, thứ tư là nó ký rồi đó. Còn ông đầu tiên là hai đứa. Rồi ông sau này đứa nữa. Thế còn ông một người nữa là ông nữa. Ông nữa là có là ba ông. Ba ông. Yeah. Cô cho con hỏi này. Cái tài sản đó là tài sản của cô riêng đúng. Trước đây đúng không ạ? Đúng. Là cô làm cũng có đúng không? Đúng, không, cái tài sản đó cô không phải là cô tạo nữa. Cái đó là người ta thấy cô nghèo, rồi người ta cho cô đất chùa. Người ta cho cô, rồi cô ở, rồi cô mới chia cho con. Cô mới chia cho con mỗi một đứa 5 mét, 5 mét. Nhưng mà cô cho con hỏi này, sao trước đây mình lại không để tên của mình luôn mà mình chia cho con chi vậy? Thì nó biểu thì chia cho nó nuôi. Rồi trước đây cô làm nghề gì? Thì cũng làm ruộng, làm đi làm mướn. Làm mướn là có đủ sống không cô? Thì làm cũng vất vả lắm, thì cũng bữa đói bữa no vậy. Nhưng mà tính thì sau này mình già con nó nuôi, giờ mình còn mặn. Nhưng mà tại sao cô không để giữ lại để cho mình lai mai mà mày tao không còn nữa thì đất này của chúng mày chia ra, viết di chúc chứ. Mà nó biểu chia. Nhưng mà tại sao cô không viết di chúc ra chia chi vậy? Không biết, mình dốt mình không có biết, nó biểu mình sao mình làm vậy. Đúng lý ra là cô phải viết di chúc cho bốn người con nếu như cô muốn cho. Bà viết di chúc và chúng mày phải có trách nhiệm nuôi với mẹ. Khi nào mẹ mất đi thì những chỗ này tài sản này của chúng mày. Mà vậy mà nó không có chuyện biểu vậy, nó biểu là má cứ đưa cho con đi. Sang tên luôn. Tại vì nó giàu lắm. Dạ. Là con chỉ lo cho má được thôi, chứ không mấy đứa kia là không lo cho má được, mấy đứa kia nó nghèo. Là người con đầu tiên đúng không? Con đầu tiên á, nó giàu. Rồi tôi mới nghe lời nó, tôi tính sang sổ nhỏ Út này luôn cho nó nè. Nặng cho nó nuôi tôi. Người con đầu tiên cô lấy chồng là gốc ở đâu? Ông đó ở Lá Khiêu. Cũng ở Bình Dương đúng không? Cũng ở Bình Dương. Dạ, cô vậy là cô được mấy người cháu rồi, cháu ngoại rồi. Cháu ngoại thì người đầu á, người con gái đầu á. Gái đầu á thì một đứa.
Một mình cháu một có một người một con. Có một đứa, nhỏ thứ hai có một đứa con, nhỏ thứ ba cũng một đứa con. Mỗi người một đứa. Nhỏ thứ tư là hai đứa, còn nhỏ út này là hai đứa. Dạ. Vậy đó. Rồi. Có nhiều đó hả? Vậy là trước đây con có hứa với cô là mẹ cho đất cho con cho 10 mét. Ừ. Đúng không ạ? Con sẽ nuôi mẹ suốt đời. Không có cho 10 mét, nó tự đo nó nhiêu nó lấy nhiêu mình không có biết. Sao cô biết, sao không xem? Sao đó còn nhiêu là nó lấy hết, là giờ đo ra là 10 mét. Cho con họ, cô cho con hỏi này, cái đất bây giờ trị giá là khoảng bao nhiêu tiền một 5 mét mà dài 20 mét như vậy? Hồi đó của tôi còn là 7 mét á, 68 chứ không tới 7 mét, mà lúc đó tôi cũng khổ rồi tôi tính bán để tôi chia cho nhỏ út này ít, rồi còn tôi giữ lại ít để tôi sống á. Là người ta trả tôi 2 tỷ rưỡi nhưng mà hôm nay là không có, hôm nay ít lắm, hôm nay rẻ rồi. Dạ, giờ thì đất nó chứng giá. Cô cho con hỏi là hiện nay là nếu tính tổng chỗ đất mà tính giá trị như hiện nay, nếu mà 10 mét của nó không giờ, tất cả luôn á, tất cả chỗ đất đó, tất cả đó thì tất cả chỗ đất có bốn người con đó, bốn người con thì đất của cô ngày thứ xưa từ là 4.8 không tới 5 mét. Rồi. Còn cái nhà chánh mà tôi ở là giờ còn 6 mét mấy á, 6 mét 7 á. Dạ. Còn nó đằng sau là nó lấy 10 mét. Dạ. 10 mét nó lấy 10 mét là nhà thứ hai á, nó lấy 10 mét nó hứa nó thế nuôi. Là tất cả của cô chỉ có 20 mét, hơn 20 mét một xíu. Hơn 20 mét đấy, nếu mà tính giá thị trường bây giờ khoảng bao nhiêu tiền một mét hoặc là bao nhiêu tiền chỗ đó cô biết không? Không biết đâu, đắt giờ rẻ lắm. Rẻ là rẻ cỡ nào? Hồi đó 2 tỷ mấy chứ giờ bán giờ 1 tỷ rưỡi. Không? Tỷ rưỡi một lô đúng không? Một tỷ rưỡi một lô mà chỗ này của cô là 4 lô đúng không? Hơn 20 mét rồi, ở ngoài 20 mét rồi. Hai gọi 21 mét mấy rồi. Nó bị nhỏ thứ ba nó bán rồi, hồi đó nó bán có 100 triệu. Thì con đang hỏi cô như vậy, có nghĩa là nó khoảng, nếu tính như bây giờ nó khoảng trên dưới 4 đô đất. Mà bây giờ mình cứ cho tỷ rưỡi thì cũng khoảng 6 tỷ. Nếu giá trị bây giờ. Mà bây giờ cô cho qua các con cô này, các con cô bán cũng là người thì còn, người thì hết, đúng không? Có người bán nè. Người bán, người còn, đúng không ạ? Mà đến giờ phút này là cô là không ai nuôi. Không ai nuôi. Đúng lý ra, theo nguyên tắc, đúng lý ra là cha mẹ sinh con. Không phải cho tại sông, không phải sinh tài sản, sinh con thôi, nhưng mà con phải có trách nhiệm và mẹ có trách nhiệm nuôi con đến khi mà trưởng thành. Đúng nhưng rồi. Mà con là phải có trách nhiệm nuôi mẹ những lúc 5 tháng tuổi già, đúng không ạ? Người ta bảo trẻ thì cậy cha mà già cậy con. Bên giờ phút này, trước đây cô thì là một người mẹ đúng không, thì các con cô còn nhỏ thì phải nhờ cậy cô chứ, đúng không ạ? Nhưng đến giờ phút này mình già yếu thì mình phải nhờ con, nhờ cháu, nhờ nó mà nó đúng không có ạ? Cho mà đến giờ phút này là có nhà của các con mà cô phải ra đường ở, mà thậm chí là người ta không cho con, cô không cho cô vô nhà để nói chuyện. Không cho vô nhà nó. Không nó, cho vô nó nhà có luôn. Nhà riêng rồi nó không cho vô. Thì không cho vô. Không. Mà nó, mẹ mình. Tôi với bà không có liên lụy gì hết, bà đừng có vô nhà tôi. Là mẹ. Bà đừng có điện thoại tôi, bà đừng có làm phiền tôi. Cô là mẹ ruột. Mẹ ruột. Trước đây ấy, là cô có đối xử tốt với các con không? Thì có gì đâu, thì tôi chỉ có cái tội là tôi mặn không được, tôi bệnh đau rồi tôi ăn uống rồi tôi khâm hủng, giờ tôi mắc nợ 100 triệu á. Có 100 triệu thì các con cô hiện nay là rồi tôi cô... mới nói vậy thôi, giờ hữu cư tao á, tụi bay lấy một đứa là 60, một đứa là 80, thôi tụi bay cho tao số tiền đó tao trả nợ đi, thì tao còn ở nhà này tao ở để suốt đời này tao chết á, thì còn này để lại cho cô. Cho con hỏi này, cái số mà cô chia sẻ là cô mắc nợ 100 triệu, 100 triệu đó là cô ăn xài hay là cô làm gì? Hồi đó thì cũng mằn ăn này nọ rồi cái hay là cô chữa bệnh hay làm sao? Bệnh rồi bắt đầu sửa nhà rồi đủ thứ, cũng như nó dồn dập vô nhiều năm nhiều sửa nhà rồi. Bây giờ cái nhà còn không cô? Còn. Cái nhà đó cô đang tính cho ai? Thì nhỏ cho nhỏ út mà nó không cho đó. Ai không cho? Thằng nhỏ thứ hai nó không chịu, nó là không chịu ký. Không chịu ký? Không. Là muốn chiếm hết? Ký ra sổ cho nhỏ đó, thì nhỏ đó trả nợ cho 100 triệu mà không ký. Nhỏ đó nó nói thì nếu má ra sổ cho con được thì con trả cho má 100 triệu. Gọi là người chị cả, là chị hai đúng không? Chị vẫn cả. Giàu có, theo cô chia sẻ giàu có, vẫn muốn giành của người em. Đúng. Vẫn muốn giành lại, giật lại. Sao tham dữ vậy? Nó bị gì, nó không có ưa con nhỏ này. Con không nhỏ ưa nhưng con ông sao? Con ông sao nhưng đều là một mẹ sinh ra. Đúng không ạ? Nó không ưa. Đều là khúc ruột trên, khúc ruột dưới cả. Dù rằng không phải ông khác, không phải là cùng cha nhưng mà nó là chửi cùng ông mẹ. Này dữ lắm con ơi, nó chửi con nhỏ này với lại ông sao này dữ lắm, nó chửi dữ lắm con ơi. Nó coi rẻ lắm, nó chửi nhỏ nó nghèo á. Nhỏ út á nó nghèo lắm, nó nuôi hai đứa con, nó nghèo lắm, chồng nó chết rồi. Rồi nó nghèo lắm con. Đúng rồi. Là những người như vậy thì cùng chị em với mình phải thương chứ. Không, nó không thương đâu. Khi vậy? Nó biểu cô thì than đắt cho nó đi, rồi nó lo cho cô nè. Thì cô nghe lời nó, cô mới đi làm. Vậy là con cô không tình người đó. Thì bởi vậy cho nên giờ đó, nó nói với cô, nó thách cô á, là muốn làm gì làm đi, muốn nhờ ai nhờ, muốn làm gì vậy. Làm theo ý, làm đi. Này đúng không nó con? Nó thách vậy đó, cho nên cô cũng nói thiệt với tụi con. Thế cô không nhờ chính quyền địa phương đấy, người ta giải quyết can thiệp giúp à? Chính quyền địa phương ở đó hả? Nó là
chỗ làm sao rồi ấy đồ quen đúng đủ là nó lọt hết à. Không có đây nè, cái nhà của cô hang là cô có trước, còn nhà nhỏ thứ tư là cách sau, thì nó còn cái hẻm đó bao nhiêu thì cho bao nhiêu, nó có 4 mét mấy thôi mà nó đo ra là 4 mét 8 gần 5 mét là nó đập cái vách nhà cô. Cô cũng đồng ý luôn, cô cũng không nói gì, cô tính là không kệ, nếu khi nào mình sửa nhà không mình cho nó luôn cũng được, chặn cho nó ký sổ đặng ra cho nhỏ này. Thì cô ký rồi là nhờ cái là nó đóng qua bên vách cô là hết nhiêu đây, hai vị nhà nó xây rồi nhưng mà nó làm sổ, nó làm qua đây là nhỏ thứ do nhỏ thứ hai làm nha, lấy qua đất cô là phải đập vách. Thì cô mới nói cô không chịu, cô nói đập vách á thì cô không có tiền xây lại để cô ở, cái nó nói khi nào bà bán hay khi nào bà sửa nhà thì bà sẽ trả đất cái lại cho tôi. Thì cô cũng đồng ý luôn, cô đồng ý luôn là do nhỏ thứ hai, đầu dây mối nhợ là do nhỏ thứ hai nó làm vậy chứ. Là cái người là năm nay 52 tuổi đấy hả? 51 52 nhỏ đó tuổi tí, nay 51 52 tuổi vậy đó. Dạ, cái con người con đấy cô là tên gì? Hồ Thanh Xuân. Hồ Thanh Xuân mà đang buôn bán bất động sản. Nó mua bán đất rồi nó làm bán tập quá rồi nó làm đủ thứ. Nói chung là con nói chung là con cô giỏi nhưng mà không có tài nhưng không có đức. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Ai cũng nói vậy hết. Có tài nhưng không có đức. Ai cũng nói là có bà mẹ như vậy thì một tháng cho bà bao gạo chứ cho bà 500 ngàn. Mà bao gạo thì làm cái gì? Thì vậy sống được rồi mà không cho mà con. Ôi trời ơi. Cho 500 ngàn thôi. Có 500 ngàn này làm cái gì đâu. Đâu phải người dân đâu. Mà là mẹ mình à. Vậy mà cô mong vậy á. Mà không có. Trời ơi. Khổ chứ vậy. Cô chỉ mong vậy thôi. Mà không có. Sao lại làm gì có loại thời buổi bây giờ. Sao lại có người con dã man đến mức độ mà giàu có để làm gì? Chết đâu có mang đi được đâu. Đúng không? Ở xã đổ áp đồ là nó lo hết. Nó bằng nhà nó không cần trên giấy luôn. Đừng quen biết đúng không? Nhưng mà bây giờ này, nhưng mà nói chung là bây giờ con hỏi cô thế này, là hiện nay là cô chia sẻ là cô được bốn người con của ba ông chồng đúng lý nha, đúng lý theo đúng lý đúng đạo làm người làm con của là dù rằng cô không chia cho các con cô hoặc cô không có tài sản, cô đứng đường hay cô bị khùng nha, vẫn là cô vẫn là mẹ, các con cô vẫn phải đối xử tốt với cô. Nhưng mà đây cô vẫn còn biết nghe này, biết nói chuyện này, biết tình nghĩa mẹ con này, vẫn biết chia tài sản cho mình, của mình cho các con. Mà các con cô đã đối xử với cô một cách thầm tệ. Cô điện thoại cô nói vậy nè, con ơi, người ta không có một cái miếng đất nào, người ta không có đồng bạc nào, mà người ta cũng lo cho mẹ người ta đầy đủ hết, người ta mua quần áo mới nè. Còn mẹ đẻ con đây 50 tuổi rồi, con chưa mua cho mẹ bộ quần áo nào, mẹ chỉ làm chồng làm đế mẹ mua hiếu mua chịu mẹ bận thôi, chứ còn mẹ con chưa có mua cho mẹ bộ đồ nào hết á. Tôi nói vậy luôn á mà nó cũng không ai, nó nói bà giờ cho bà nhiêu đủ mà nó có cho anh là triệu triệu đâu, nó cho lần vài trăm thì mình ăn thiếu ăn chịu bữa trước á con, thì bữa nay nó cho 500 hay 300 thì con phải đi trả nợ. Vậy là hiện nay cô có làm nghề gì để sống? Con giờ con đâu có mặn, 2 giờ con đi cũng được mà, con quét chùa. Cô đi quét chùa cho gạo cô ăn. Gọi là mình làm công quả cho chùa, chùa cô, cho bao gạo? Cho gạo ăn hàng tháng. Gạo thì cô mua đồ ăn bằng cái gì? Ở trong chùa người ta có gạo, có bầu, có bí gì, khô héo người ta cho đó. Trời cô lấy giờ cô ăn. Ăn vậy sao được mà. Cô bán cái khúc nhất mà cô bự vậy nè con, chứ cô không phải ăn sung sướng gì đâu. Trời ơi. Cô ăn đồ trong chùa là đa số ngày. Vậy là các con cô ấy, Tết nhất có đến thăm cô không? Nó đâu có cho gì đâu. Không, Tết có đến thăm cô không? Thì nhà ở dắt dòng mà. Nhưng mà Tết có sang nhà cô chơi không? Có hỏi thăm không? Không, 1 năm 12 tháng nó chưa có lại nhà cô lần nào. Mà sát vách luôn không sao? Không. Không thèm nhỏ mẹ? Không. Nên này mà lai mai ví dụ cô mà ra đi là lại cúng, ôi mẹ ơi nè, mẹ ơi cho không mẹ có đâu. Bỏ con nó, mẹ nó, ơi. Bữa hôm cô dặn cô hù nó vậy nè. Cô hù nó, cô nói là nếu mà tụi bay không lo cho tao, tao tự dặn thật chết. Bà muốn chết đâu bà chết nhé. Nhưng ý con đang hỏi, con hiểu cái rồi. Nhưng ý con đang nói chuyện mà đến một ngày nào đó mà cô nhắm mắt xuôi tay, đúng không ạ? Là gọi là xa các con à. Thì thậm chí là con cô là cái người con thứ hai này là con lớn nhất ấy. Nó không ngó tay đâu. Không, không ngó, nhưng đến lúc bà sẽ mặc quần áo trắng. Con biết được sẽ mặc quần áo trắng. Mà sẽ khóc, ôi mẹ ơi là mẹ ơi, sao lại mẹ bỏ con, đúng con mẹ ơi là nó mẹ ơi. Nó nhỏ nó chặt dạ lắm con. Nhưng phải khóc. Chắc chắn là sẽ phải khóc. Giờ là đấy. Cô đang ở với nhỏ Út rồi, cái miếng đất mà không chia cho nhỏ Út được thì cô đang ở đó. Biết thế này đúng là ngày xưa là cô đẻ trái trứng cô luộc ăn thì hôm đấy là khả năng cô giờ khỏe hơn miếng rồi. Bà thấy vậy mà bà không có phương.
Khổ chứ vậy. Đi vô chùa còn quét được, còn đi vòng vòng được, hay còn quét được ăn, rồi vài bữa nó không đi được rồi lấy đâu quét, rồi lấy đâu gạo ăn con. Đấy, khổ vậy. Vậy á, cho nên giờ con nhờ mà Hải này là quen với nó nè, Dạ. nhờ con làm sao á mà đừng cho nó biết là Hải này. Bây giờ này, anh em đây sẽ đăng tất cả thông tin cô đang nói chuyện nha, lên tất cả trang mạng xã hội Vậy để á. con gái cô tỉnh ngộ, hoặc tất cả các người con cô, bốn người con cô còn lại phải sự tỉnh ngộ xem được video này. Bởi vì mẹ mình, mẹ già như chuối chín cây mà, đúng không? Thế cho nên là bây giờ thì cũng không biết là còn sống được bao nhiêu, không biết là mình còn gọi được tiếng mẹ được năm nào hay ngày nào. Nhưng nếu còn gọi được, còn có thể thì mình hãy đối xử tốt với mẹ. Bởi vì người dưng mà, mình còn đối xử tốt được, đúng không? Thì tại sao mình còn giả tạo được, mà tại sao mẹ ruột mình lại không đối xử tốt được? Đó. Bởi giờ tôi nghĩ lại là tôi thương nhớ Út mà tôi kiếm sau này á, là tôi tội nó, tôi nghe lại nhỏ thứ hai tôi không chia tài sản cho nó, cho nên nó hổn với tôi. Nó nói là bốn ba đứa kia bà đẻ, còn tôi bà không có đẻ sao, bà không cho tôi tài sản. Rồi tôi nói bà nhiều lần nó không đúng thì bà nói là tôi hổn, nhưng thật sự là tôi bức xúc. Tôi bức xúc cho nên là tôi phải nói với bà như vậy, nhưng mà thật sự là nó nấu gì ăn thì nó cũng múc cho miếng. Nó có cái bánh hay gì nó cũng bẻ Nói cho chung là miếng. vẫn có tình thương, vẫn nhớ, vẫn thương, Nó dù rằng cũng giận mẹ, cho, nó cũng cho. dù rằng giận mẹ Còn mấy đứa kia là à, bơ luôn nó ở riêng ra. ở riêng, nhưng mà bây giờ đúng lý nha là phải cho các con các cháu về đến hỏi thăm bà. Không có đâu, không có ai về hết. Cháu ngoại cũng không có về nữa. Có nhỏ cháu ngoại con cũng nhỏ thứ ba đằng sau hè là mình chăm con nó phụ á, chăm cháu cố nó phụ á, thì lâu lâu nó cũng có cho 50%, có mà lâu lâu nha, 1 tháng 2 3 tháng Ôi chứ không phải giời là hàng ngày. ơi, này con ơi, là con sống tình người của này, tình mẫu tử mẹ con mà sao lại ác đến mức độ như vậy? Nhờ tính nhờ em vậy nè, nhờ sao mà em nói mà san sổ được cho nhỏ Út á. Bây giờ cô mong muốn nhất điều gì? Nhờ mong muốn nhất ra là ký, nói sao cho nó ký tên được để mà ra sổ cho nhỏ Út được, nhỏ Út nó nuôi, nó không nuôi không thành vấn đề. Giờ nếu Để nó cho chia đều đúng không? hiện giờ Ý nếu cô là muốn chia đều. Có là đằng nào con cả cô đã không nuôi rồi, đúng không ạ? Chiếm một cô, gọi là chiếm đi, gọi là cho mà chiếm 10 mét rồi mà đã không nuôi rồi. xong rồi nó không nuôi thì để đó, rồi lên mạng đây rồi tự nó thấy rồi nó ấy. Còn giờ mỗi nhất Con nói là thẳng với cô thế này, hôm nay cô về chia sẻ cái câu chuyện này, thực sự là con biết là cô rất bức xúc. Không ai mong muốn là mẹ để lên mạng xã hội đúng để à, bóc phốt các con, đúng à, đúng không, mà chia sẻ nói xấu về các con của mình, đúng dù à, gì vẫn là con mình. đúng à, Đấy, nhưng mà đây là thực sự là cô rất bức xúc. rất bức xúc. Mà hơn nữa là nó coi thường mình, nó nói mình nó là không có tiền, là không làm gì được, cho nên nó có tiền nó không sợ mình, nó không sợ Ở mình. đây á là không phải là sợ hay không sợ, mà ở đây là tình mẹ con, là tình mẫu tử cô ạ. Nhá. Vì vậy nên nếu mà con của cô mà đối xử với cô không tốt thì chắc chắn là cũng không ai dám đối xử tốt với con cô được. Đúng rồi, Mà con cô ra đường thì chắc chắn là cũng không ai đối xử tốt, mà cũng không ai chồng người nó ta, cũng chết rồi, đúng không ạ? chồng nó chết rồi, giờ nó ở con mình, nói với con nó Ở với ai thì ở chứ, đúng không ạ? nó cũng không còn chồng. Thế nên vì vậy cho nên bây giờ con cô mà sống cái kiểu thế này thì con nói thật với cô này rồi, cũng không 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 con không biết nói điều gì. Bởi ai cũng nói nó giờ nó bòn tro đẩy trấu vậy chứ sao, này cho gấu cũng ăn hết nè, mà nó bỏ mẹ nó không nuôi, người ta Khổ nói rồi. vậy mà biết chờ chừng nào cho nó Mà nuôi nuôi. cô bây giờ cô mong muốn là nuôi chỉ một bao gạo và mỗi tháng 500 ngàn. Mà nó đâu có cho, Trời ơi, một bao gạo thì có nhiêu tiền đâu. thì bởi vậy mà nó nay Con cứ là cho là gạo mười mấy ngàn, cứ cho là 52 là 10, đúng không? Cứ mà là nó không có cho, 50 cái gạo bao nhiêu vậy? Có 1 triệu bạc à? Đúng không ạ? Và 500 ngàn có 1 triệu rưỡi à? mà nó 1 không có triệu rưỡi cho. về những người khác, người ta có thể người ta làm từ thiện, người ta khổ nhưng vẫn làm từ thiện. Này nó không có Mà đây cho, mẹ mình mà không không giúp, không từ thiện cho mẹ mình, không giúp mẹ mình. nó nói là nó cho vậy đó, tại vì lâu nay á, hồi nhỏ Út á là nhỏ mà giờ không chia đất cho nó, là nó có một đứa con, hồi đó nó có chồng, nó có đứa con rồi xong cái nó đi lấy chồng khác, nghe nó mới để cái đứa con ở lại cho cô nuôi, rồi hàng tháng nó cũng phụ, cũng như nó có nhiêu nó phụ nhiêu vậy đó. Thằng nó ở với cô hồi lúc mà 7 8 tháng, nó là ở tới giờ là nay 17 tuổi rồi, 16, 17 tuổi gì đó. Thì nó giờ nó học mà nó rớt rồi, nó đang đi học nghề. Thì ban đêm thì nó đi bán quán nhậu với người ta, nó kiếm tiền. Về thì cũng lo ăn trong già nhà bà cháu nè, rồi kiếm nhau ăn đó. Thì có vậy thôi. Thì nó nói là giờ nó mặn vậy á, thì bà chia đất cho tôi đi, bà giao cái sổ này lại cho tôi đi, rồi tôi sẽ nuôi cho bà, tôi sắm này nọ cho bà,
mà bệnh đau gì, ăn uống gì, bệnh viện gì là tôi lo hết, tôi không cần ai lo. Nếu mà tôi không lo được thì tôi có tiền tôi bỏ ra tôi mướn họ lo cho bà. Thì tôi nghe vậy là thì, con gái cả bà của nghe bà cả đó, nó biểu vậy. Vậy hứa thì như tôi, vậy nó hứa vậy rồi tôi mới nghe lời nó, tôi mới sang sổ cho nó, là tôi tính là tôi không cho nhà Út này. Nhưng mà tôi suy nghĩ lại đúng lý là cô phải cho đều. Đó, tôi đúng làm lý là vậy phải là cho đều. Tôi sai. Nếu vậy là tôi ham ăn, tôi không tiền, tôi mắc nợ 100 triệu nè. Cho nên tôi quýnh quá, tôi sợ họ lại họ lấy nhà đồ này nọ mắc cỡ xấu hổ. Cho nên là tôi mới làm điều đó, mà tôi làm trong vòng có mấy ngày thôi là tôi chịu không nổi, lương tâm tôi không chịu nổi. Tôi mới đi qua xã tôi báo, tôi nói lại là tôi lấy sổ lại. Nhỏ Út nó phải bỏ ra 70 triệu để nó đưa cho tôi trả nợ cho nhỏ. Bây giờ này ý mong muốn ước nguyện của cô là cuối đời. Cô muốn là mong muốn là người con cả của cô là đã lấy của cô 10 mét đất rồi. Mười mấy với 80 thổ cư. 80 thổ cư nữa. Bây giờ muốn là cô ký dùm, muốn ký dùm một chữ ký. Để mục đích chính là để cho cô còn một ít đất còn lại là cho người con gái cuối cùng. Đúng không? Cho nó nuôi. Dạ. Nuôi không nuôi nhưng mà sau này nếu mà con gái cô không nuôi tiếp giống như những người chị cả của mình. Thì cô sẽ ở đâu? Rồi nó tới chuyện đó tính sao? Có thể giờ là cô không sẽ cho phải... nó là tội lắm. Tại vì nó hai đứa con mà nó không có chồng. Bây giờ mà nếu không cho nó cái đất nó ở thì sao lại nói với con nó ở đâu? Không giờ nó nuôi không nuôi gì cô 70 rồi. Thì giỏi lắm 5 2 năm nữa cô chết cũng được. Nhưng mà giờ mong muốn là sao giúp đỡ cho cô là mấy người đó phải ký hay là nhà nước phải khoan hồng sao đó để cho cô ra được cái sổ cho con nhỏ này, đặng cho nó trả nợ cho cô 100 triệu. Chứ nếu mà không ra sổ cho nó không trả. Nó đâu có tài sản gì đâu nó trả. Nói chung là con thấy những người con của cô đa phần không có tâm mà không có đức. Đúng rồi. Mà không đối xử tốt với mẹ mình. Con nhỏ thứ tư nó cũng lấy 60. Mỗi tháng nó cho 500 ngàn. 60 thổ cư. 60 thổ cư là mỗi tháng nó đưa 500 ngàn, nó đưa bao giờ cô chết thì thôi. Nhỏ thứ tư, còn nhỏ thứ ba thì đất nó bán rồi, nó không có đưa gì hết. Con đã nói rồi, con đã cảnh báo rất nhiều các cô chú anh chị rồi. Mình là cha là mẹ, mình có tài sản tài nguyên gì đó mà mình phải giữ lại, khi nào mất rồi thì mình gọi là viết giấy di chúc cho từng con một. Nhưng mà đây cô làm như thế này là con của cô đuổi cô ra đường là đúng rồi, bởi vì xã hội hiện nay người ta rất ham tiền cô ạ. Đúng rồi. Mà đặc biệt là con của mình đối xử với mình một cách rất thậm tệ. Rất nhiều gia đình hiện nay là đã bị chính người con ruột mình đuổi ra đường để mục đích chính là tranh giành và chiếm tài sản. Đó. Nhưng mà đây là cô là một người mẹ tiếp theo, là một bà cụ năm nay 70 tuổi rồi. Hiện nay nhìn cũng rất yếu, nhìn tướng to nhưng mà rất yếu của chú chị. Nó bị uống ba cái khung nhất thôi. Dạ, cô uống thuốc là nó phù phù lên đúng không? Nó bự. Nó phù. Mà ngồi lâu rồi đứng không được. Đó, chứ không phải là cô mập đúng không? Không phải là mập, không phải ăn sung sướng gì mà ăn nấm nè, ăn đồ trong chùa, rau củ rồi người ta đem vô người ta cúng dường đó, rồi mình dọn quán đó thì mình muốn ăn gì lượm cái ít ít vậy đem. Bây giờ này, cái cuộc trò chuyện này cũng hơn 20 phút rồi. Cô hãy nói chuyện thẳng thắn trên video này để hy vọng là cả bốn người con cô đều xem được, phải tỉnh ngộ để suy nghĩ lại để thương mẹ mình nhiều hơn. Rồi mời cô lên tiếng. Hiện giờ cô đọc tên từng người một. Giờ cô mong muốn là Hồ Thanh Xuân á, mẹ cũng đâu có xấu với con, mẹ cũng đối xử với con đàng hoàng. Khi con bệnh mẹ cũng đi bệnh viện nuôi con, mẹ cũng lo. Khi con về con cũng mua cho mẹ là 5 bộ đồ hồi đó là 2001, 2002 vậy đó, cho tới giờ này là 2023 rồi. Con bỏ mẹ con không có lo. Giờ mẹ sinh con á, dầu gì đi nữa cũng là mẹ, mấy ngày nữa mẹ chết mà con đối xử với mẹ vậy chi. Còn nhỏ thứ tư thì nó cũng được, nó có sao nói vậy. Thì nó kháng nó đưa 500 ngàn tiền khổ cư á, là có mà kháng 500 ngàn đó ăn đó. Còn nhỏ thứ ba thì nó quá nghèo, nó ở chung với đất của cái nhà này nè, cái nhà mà mình đang ở á, nó ở chung đó. Rồi giờ nó sinh, nó nói là giờ nó khổ quá, nó có 5 mét mà nó bán hôm trước rồi nó chừa khúc sau là 5 mét, năm qua vậy, năm lại vậy là 25 mét vuông, là còn phần nó, còn nhiêu là của mình, thì nó ở đỡ, nó ở nhờ. Nhưng mà giờ mình chia cho nhỏ Út á, thì nó nói thì giờ không, con cũng khổ quá, không má cho con cái này, chứ nếu mà má lấy lại thì con không có chỗ ở, thì con ở đâu. Thì tôi mới nói thì cái đó mày nói với Hồng đi, chứ giờ mày cũng có phần. Sơn thì lấy nhiều nhất, nó thứ hai nó trội nhất, rồi thứ nhỏ thứ tư không đủ 5 mét, có 4m8 nè, rồi nhỏ thứ ba cũng 5 mét, còn cái này á giờ nó còn 5 mét 6 mét mấy. Nhưng mà anh Hồng nó ở với tao mà giờ tao nợ 100 triệu,
Thì bây giờ là Hồng nó nói nếu mà tao ra sổ cho nó được thì 100 triệu này nó sẽ trả nợ cho tao. Nói với nhỏ thứ ba vậy đó. Rồi nói với nhỏ thứ hai, rồi nói với nhỏ thứ tư. Rồi bắt đầu nhỏ thứ tư mới nói chuyện đó của bà. Thì bà muốn làm gì đó bà làm, chuyện đó của bà. À, còn tôi không có biết, còn phần tôi lấy bà đất bà đẻ tôi ra thì bà cho tôi 5 mét tôi ở, còn thổ cư tôi lấy bà 60 phước thì tôi sẽ mỗi tháng tôi cho bà 500 thì đưa vào ngày 10 tây. À, thì mỗi lần nhỏ thứ hai rồi nó cũng cho mấy trăm để mua bao gạo đó, nó đưa gạo nhà nó bán tục quá mà bán đâu có hiếu thứ gì, nhưng mà xin cũng khó lắm, còn bao gạo là bao gạo thôi, còn những gì nữa là muốn xin là cũng khó lắm. Con cô ấy có À, sang hỏi thăm cô những lúc cô bệnh không? ít lắm, có khi nào cô bệnh cô nằm bệnh viện có một mình à, cô có cái ông sao đó thì ông giữ cô đó, ổng đi tới đi lui ổng giữ cô cho cô nằm một mình trong bệnh viện à. Không có ai nuôi cô hết, có lâu lâu thì nó xuống nó thăm dây lát vậy nó về thôi, mà nhỏ thứ hai là ít thăm lắm, nhỏ thứ hai mua thăm, nhỏ thứ tư có thăm xuống mà chút cũng về chứ cũng không có ở, cũng không có chăm sóc mình nhiều nữa. À, còn nhỏ út thì nó nấu ăn rồi nó đưa xuống có vậy thôi chứ cũng không có ai ở với cô hết, nó cô ở một mình. Thì ông đó đó ông chạy tới chạy lui, ờ, bà muốn ăn gì bà muốn uống nước gì tôi làm cho bà muốn uống nước chanh tôi làm cho bà, hay là bà muốn uống nước gì tôi mua cho bà vậy thôi, chứ còn con là không có cho Bốn người nên con gái mà không được nhờ, tin không? không, Nói chung là không được nhờ. cho nên giờ này là có sao tôi nói vậy, tôi giờ lên mạng đây tôi nói là không bao giờ tôi dám nói dối, tôi nói dối là tôi phải Cô, chịu trách nhiệm. con hỏi lại cô này. Cô họ tên là gì? Cô hả? Cô Trần Thị Hải Dạ, cô 70 tuổi đúng không? 70 Cô tuổi khẳng định là cái video này, cô chia sẻ cái câu chuyện này đúng sự thật không? đúng, nhưng nếu mà cô chia sẻ mà không đúng thì con cô nó lại nhà nó giết cô đó, nó lại nhà nó giết cô đó. Nó dám giết cô á, nó giết cô luôn á. Rồi bây giờ này thì cái cuộc trò chuyện này thì con nói thật với cô là nó cũng rất là phức tạp. Không ai mong muốn là mẹ phải đi làm cái điều này, Đúng là rồi, một điều tối kỵ nếu mà đúng không? tôi làm mà tôi không nói với nó thì cũng không được, mà tôi nói với nó không cần nghe, nó chỉ nói là bà muốn làm gì bà làm. Tôi mới hôm qua là tôi định đi ngày hôm qua tối, tôi hôm qua tôi nói với nhỏ thứ tư ngày mai này á, là tao nhờ người cộng đồng mạng á, là quay chị hai mày, là chị hai mày đối xử với tao như vậy á, đất nó lấy mà rồi nó không nuôi tao, hiện giờ tao nhờ người ta sắp xếp giải quyết lại coi vậy mà nó lo cho tao như thế nào, Cái này còn á, nếu không thì nó phải trả đất lại cho tao. cái này á là gọi là con lừa mẹ để À, cướp đất đó đó. thì tôi nói với nhỏ thứ tư, nhỏ thứ tư nói thôi giờ hồn ai nấy giữ. À, thì chị hai vậy thì má cứ nói chuyện chị hai đi, còn con thì mỗi tháng con đưa má 500 rồi thì con không có gì hết, thì má làm gì chị hai đó má cứ Rồi, làm. hôm nay cô về đây chia sẻ cái câu chuyện mà nhờ các anh em Hiệp sĩ Bình Dương đây, mục đích chính là đăng cái thông tin của cô lên À, để chia sẻ tất cả trang mạng xã hội, để hy vọng là đúng rồi. các cô chú anh chị có thể là góp ý, an ủi động viên cô, và có thể là để cho con các người con cô tỉnh ngộ lại, suy nghĩ lại để có thể thương mẹ mình những phút giây cuối đời cô nhé. Vậy giờ tôi nhờ ở bên Hiệp sĩ Bình Dương giúp đỡ cho tôi làm sao mà cho tôi ra được cái sổ cho nhỏ Út, cho nó đã nợ tôi 100 triệu chứ không, họ lấy nhà tôi không có nhà ở, tôi đâu có qua nhà mấy đứa đó ở được đâu, họ lấy nhà tôi thiếu nợ 100 triệu cho nên Rồi, con cảm ơn những cuộc chia sẻ của cô. à. Cô hãy hết sức bình tĩnh cô nhé. Chờ các anh em đăng tải thông tin này, hy vọng là các con cô tỉnh ngộ cô nhé. Dạ, cô về hôm nay về đây thì cái thông tin của cô là con hỏi lại cô này. Cô chia sẻ này là cô hết bức xúc chưa? Bớt cũng rồi. cũng còn Nhưng nó mà bị bớt như chưa? tôi không biết là có nắm được hay không, ý là Các con con có cô sẽ xem. Chắc chắn là sẽ xem. Cô chia sẻ đây cái thông tin này là đúng sự thật luôn hả? À, đúng sự thật, nếu mà cô nói gian con cô á, là cô chịu Trách nhiệm. trách nhiệm hết. Dạ, rồi. Hôm nay cô về đây nhờ các anh em để giúp những cái hình này, cô đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của cô Đúng rồi. để bốn người con gái cô xem được không? À, Cô có đồng ý không? đồng ý. Đồng ý. Rồi, cảm ơn cái cuộc chia sẻ của cô. Chúc cô luôn luôn mạnh khỏe. Hy vọng trong thời gian tới thì có thể là bốn người con cô sinh con gái, cô không nhờ được, nhưng có thể là nhờ cộng đồng mạng mỗi người góp giúp cho cô một ít cô nhé. Rồi, cảm ơn cuộc chia sẻ của cô. Cô Dạ, kính thưa cô chú anh chị bạn, ở đây là cái câu chuyện là thực sự là rất bức xúc. Trong những thời gian vừa qua phải nói rất nhiều các bậc phụ huynh, đặc biệt là những cô những chú rất lớn tuổi về đây, nhờ anh em sẽ ghi hình mà chia sẻ cái thông tin gọi là phốt con mình, gọi là con mình gọi đối xử một cách thậm tệ, mà thậm chí cướp tài sản, mà thậm chí đuổi ra được, là câu chuyện là đến giờ phút này không phải một nữa, phải là hàng chục trường hợp như vậy. Hy vọng là các cô chú anh chị, những người đã lớn tuổi mà có tài sản mà phải nói là yếu như này,
thì có thể là mình phải tìm cách nào đó để cho con một cách chính đáng nhất, tránh tình trạng mà chưa con thì chưa cho tài sản thì còn mẹ, còn con, còn cha con, nhưng cho xong rồi là cha các con thậm chí đuổi cha mẹ cho được đó. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn. Hy vọng là đây là một cái câu chuyện này, hy vọng là các cô chú anh chị chia sẻ thật nhiều hơn nữa để cho nhiều bậc phụ huynh có thể là ở những từng tỉnh xa, có thể là tỉnh lẻ, có thể là không tiếp cận được, có thể là xem đây là một cái bài học. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo.